xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương có trên 7.000 nhân khẩu, 12 thôn. Trong số đó có đến 8 trên 12 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bị ngăn cách bởi dòng sông Phó Đáy nên để tiện cho việc đi lại giao lưu buôn bán, người dân một số xã hai bên bờ sông đã dùng luồng, ván gỗ, thùng dầu bắc thành những cây cầu tạm để qua sông. Toàn xã có đến 3 chiếc cầu tạm nhưng hầu như đã xuống cấp, mục nát. Những cây cầu tạm này cũng là điểm qua lại hàng ngày của hàng trăm em học sinh. Mỗi một lần lũ là chúng tôi cô lập xã hai xã hai bên. Giờ chúng tôi mong muốn là nhà nước là làm cho chúng tôi một cái cây cầu để cho bà con hai bên giao lưu cho nó dễ. Cây cầu phao trên được xem là cầu nối đi lại cho bà con nhân dân trong xã. Để đảm bảo an toàn vào mùa mưa thì những chiếc cầu phao lại được kéo dạp vào một bên để tránh bị lũ cuốn trôi và tai nạn cho người đi đường. Đi qua cái cầu này thì buổi tối thì rất là nguy hiểm ạ. Và trong khi đó mỗi khi nước mà nó dâng lên ý, mùa lũ thì hay bị trôi cầu và rất là nguy hiểm cho mọi người đi lại qua đây ạ. Chính quyền xã Hợp Hòa cũng đã nhiều lần có kiến nghị lên các cấp, các ngành mong muốn được đầu tư một cây cầu chắc chắn, song vẫn chưa có kết quả. Đồng thời để hạn chế tối đa những tai nạn thương tâm, cán bộ xã cũng đã triển khai những phương án tạm thời giúp người dân, đặc biệt là trẻ em đi học mỗi mùa mưa lũ đến. Đối với địa phương thì cũng có rất nhiều cái giải pháp để giúp dân trong cái việc mà đi lại qua những cây cầu này, đặc biệt là những cái mùa mưa bão. Chúng tôi trong những ngày sau cơn mưa thì chúng tôi lập tức là cử cán bộ đến các đầu cầu để đón các cháu đi học. Qua tiếp xúc cử tri cũng như là ý kiến tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân thì rất mong muốn là được cấp có thẩm quyền là đầu tư xây dựng một cái cây cầu kiên cố ổn định để thuận tiện cho việc đi lại của bà con cũng như là việc giao lưu hàng hóa. Giờ đây một cây cầu kiên cố không chỉ đảm bảo an toàn đi lại cho người dân mà đó còn là cầu nối giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Hợp Hòa và những xã lân cận. Nhưng mong ước ấy chưa biết bao giờ mới thành hiện thực khi mà mùa mưa bão đang diễn ra ngày một lớn. Và cho đến khi có cây cầu mới thì người dân xã Hợp Hòa sống bên dòng Phó Đáy vẫn tiếp tục phải đặt tạm mạng sống của mình trên những cây cầu tạm.